Rồi, rất vui được chào đón anh chị em tiếp tục quay trở lại với kênh của Hoàng Nam Audio. Trước mắt anh em là một sản phẩm độc xì rất là khủng mang thương hiệu ADC, một trong những em hết số của dòng của quay sách nhé. ADC SS3IC, một em có size rất là lớn, kể cả về chiều cao lẫn là bề ngang đều rất là lớn, với kích thước ngang là chuẩn size 48, cao 16.5, sâu 35, cả đầu cần lẫn quay sách. Máy thì chạy điện 120V và có công suất tiêu thụ lên đến 30W, gần như là cái gì cũng có chỉ số về số 1. Đấy. Nội thất cũng như là công suất tiêu thụ điện và độ VIP của nó thì cực kỳ là khủng khiếp. Em này thì là một trong những em hết số và sở hữu rất là nhiều cần, 24 cần chỉnh chính và có 24 cần lưng giảm giải hỗ trợ thêm tính năng volume cho đèn tia này, tính năng volume cho từng cần, từng vế equa đó. Em lia qua máy một lần, sau đó thì em sẽ báo giá cho em cũng như là quay nội thất. Đấy. Em này thì sử dụng cần bi, anh em nghe không? Cần bi rất là bền với thời gian. Máy thì rất đẹp nhé. Cách đây khoảng 2 tuần thì em cũng về một em nguyên catalog và đã bán ngay cho một anh khách quen trong Quảng Ngãi với giá là 14.500.000 anh em nhé. Đó, thì em lại tiếp tục về được một em SS3IC sắt xi vàng óng này. Đó. Và đây, hệ thống xử lý tiếng của nó thì rất là nhiều chip nhé. Anh em thấy không ạ? Rất nhiều, hiếm có một em nọc xì nào mà có nhiều chip xử lý như này. Và giá của sản phẩm này là 14.500.000 anh em nhé. Anh chị em quan tâm thì có thể liên hệ với bên em qua số điện thoại em đang để sẵn ở trên bàn. Bên em ship code khi có cọc nhé. Còn anh em nào chỉ còn đủ thì bên em sẽ bao ship cho anh em. Đó, rất là rõ ràng. Và chính sách bảo hành thì luôn luôn được ưu đãi đến cho người tiêu dùng. Bên em thì bảo hành miễn phí 100% trong vòng 6 tháng đầu tiên. Ngoài 6 tháng thì bên em vẫn hỗ trợ kỹ thuật bình thường nếu như anh em có yêu cầu nhé. Thì bên em ngoài bán hàng này ra thì còn nhận sửa rất là nhiều các cái đồ nội địa. Nên là những cái vấn đề về kỹ thuật của các dòng máy nội địa lọc xì hay âm ni hay bao đời thì bên em đều xử lý rất là tốt, nên là không có vấn đề gì về hỗ trợ kỹ thuật cả. Đó. Và chỉ có điều đặc biệt là khi mà hỏng hóc không may xảy đến với một con máy của anh em thì anh em bắt buộc là phải đóng gói để gửi cho bên em. Chứ còn thiết bị điện tử nói chung và audio này nói riêng thì không thể nào hỗ trợ từ xa được. Đấy, trừ khi là anh em kết nối đấu lối thì có thể hỗ trợ được. Còn đã liên quan đến kỹ thuật thì nếu như không chuyên môn thì tốt nhất anh em không nên động vào và không nên đưa cho người không có chuyên môn để xử lý nhé. Vì xử lý sẽ phức tạp hơn rất là nhiều nếu người ta không chuyên. Thứ nhất là nguồn linh kiện, thứ hai là trình độ kỹ thuật. Người ta lâu người ta không làm, không va một con máy đấy thì phán đoán nó sẽ sai rất là nhiều. Đó. Anh chị em nào quan tâm thì có thể liên hệ với bên em nhé. Em này thì lên giải cao nhất là 21,5K, xuống thấp nhất là 26Hz nhé. Đấy, giải rất là rộng, nhìn rất là gấu với em. Anh em ghép bao với âm đi đều ok, karaoke, nghe nhạc đều rất là ổn. Dòng Mỹ thì thiên về bạo lực rồi, test bass lên rất là nhiều. Em xin phép tạm dừng clip tại đây, anh em xem thì cho em xin một like. Ai chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh ủng hộ kênh bên em nhé. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều, chào anh em.